Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sau nhiều sự cố, hàng loạt cây xanh lâu năm ở thành phố Hồ Chí Minh bị cắt tỉa trơ trụi. Trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9, hàng loạt cây xanh lâu năm trên nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh bị cắt tỉa trơ trụi. Việc này xuất hiện sau các sự cố cây xanh gây thương vong trên địa bàn. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều cây xanh lâu năm trên các tuyến đường ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lần lượt bị cắt tỉa trơ trụi, một số cây còn bị đốn hạ. Vào những ngày gần cuối tháng 8, trên đường Lê Quý Đôn, quận 3, nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh lần lượt đến xử lý. Một cây mang số 67 trên tuyến đường này bị đốn hạ ngày 28 tháng 8. Các công nhân cho biết cây xanh này được xác định đã mục thân. Tuy nhiều cây trên tuyến đường Lê Quý Đôn đã được tổ chức cắt tỉa, đốn hạ vào cuối tháng 8 nhưng theo ghi nhận sáng nay, 5 tháng 9, nhiều cây khác tiếp tục bị cắt tỉa cành lá, chỉ còn sót lại thân cây đứng trơ trụi dọc hai bên đường. Ông Nguyễn Văn Thái, ngụ quận 3, nhận xét cây xanh không chỉ che bóng mát, nó rất có ích cho mảng xanh thành phố Hồ Chí Minh và cũng góp phần nâng cao mỹ quan đô thị của thành phố mình. Đọc tin tức về các sự cố cây xanh thật sự tôi rất xót xa, giờ lại vào mùa mưa, người dân không tránh khỏi sự lo lắng mỗi khi ra đường, nhất là nơi có cây xanh cao lớn lâu năm. Tuy nhiên, tôi mong rằng các đơn vị, lãnh đạo thành phố sẽ có những giải pháp tốt hơn hiện tại vì nhìn hàng cây đứng trơ trọi như vậy vừa xấu, vừa không che được bóng mát. Mất đi ý nghĩa của cây xanh đô thị, ông Thái nói thêm. Cũng tại quận 3, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, cây xanh lâu năm số 268 cũng bị đốn hạ vào ngày 28 tháng 8 và cây xanh này cũng được xác định đã mục thân. Được biết, cây trên nhiều tuyến đường khác ở thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày nửa cuối tháng 8 cũng lần lượt được tổ chức cắt tỉa. Chị Võ Thúy Ngọc, 29 tuổi, ngụ quận 10, bày tỏ bản thân rất lo lắng mỗi lần lưu thông qua các tuyến đường có cây xanh, nhất là cây xanh lâu năm. Hiện tại, vào cao điểm mùa mưa chị lại thêm bất an. Cơ quan chức năng thực hiện cắt tỉa cây nhiều nhưng các sự cố gãy nhánh, ngã đổ vẫn xảy ra. Tôi nghĩ nên có những biện pháp quản lý cây xanh tốt hơn để vừa đảm bảo bóng mát, vừa ngăn sự cố, giúp người dân an tâm, chị Ngọc nói. Trong chưa đầy một tháng qua, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra nhiều sự cố cây xanh như gãy nhánh, bật gốc nhiều nơi. Nghiêm trọng, sự cố cây xanh lâu năm trong công viên Tao Đàn, quận 1, bất ngờ gãy nhánh, rơi trúng 5 người đang tập thể dục làm 2 người chết, 3 người bị thương vào sáng ngày 9 tháng 8. Chiều hôm qua, 4 tháng 9, trong cơn mưa, cây xanh bất ngờ gãy nhánh, rơi trúng người phụ nữ đi xe máy lưu thông trên đường An Dương Vương, quận 5. Khi nạn nhân vào bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Nhiều cây xanh ở thành phố Hồ Chí Minh bật gốc, có người bị thương trong chiều mưa lớn. Chiều 4 tháng 9, mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh ở thành phố Hồ Chí Minh bật gốc, ngã đổ. Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng đến trưa 4 tháng 9, bầu trời thành phố Hồ Chí Minh âm u, có lúc có mưa nhưng không đáng kể. Đến hơn 14 giờ, mưa lớn xuất hiện trên nhiều quận, huyện. Trong cơn mưa, hàng loạt cây xanh trên nhiều tuyến đường ngã, đổ. Khoảng 15 giờ, một cây cổ thụ tại cư xá Thanh Đa bất ngờ bật gốc đổ xuống đường. Một ô tô đậu phía dưới bị nhánh cây đè lên. Tại hiện trường, gốc cây bật khỏi mặt đường làm bê tông vỉa hè nứt nẻ, dây điện bị kéo theo khiến cả khu vực mất điện. Một cây xanh tại nút giao Huỳnh Mẫn Đạt, An Dương Vương, quận 5 cũng bị tét nhánh rơi xuống. Đã có người đi xe máy bị thương từ sự cố này. Khoảng 15 giờ, cây xanh trong khuôn viên trụ sở làm việc tại số 38 Nguyễn Thị Diệu, đoạn từ Bà huyện Thanh Quan đến Cách mạng tháng 8. Quận 3 bất ngờ bật gốc, ngã xuống đường, làm chắn ngang đường Nguyễn Thị Diệu và một phần đường Cách mạng tháng 8. Người dân cho biết sự cố không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hại bức tường rào và đứt hệ thống dây điện, cáp xung quanh. Đến tối cùng ngày, các nhân viên khẩn trương khắc phục đường dây điện và cáp. Sự cố cũng làm ảnh hưởng đến tình hình giao thông của khu vực. Nhiều phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển qua đoạn đường Nguyễn Thị Diệu, Cách mạng tháng 8. Phó Thủ tướng chủ trì cuộc họp khẩn đối phó với bão số 3 tăng tốc hàng giờ. Theo ghi nhận từ báo Người Lao Động, chiều ngày 5 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ chủ trì cuộc họp với các tỉnh, thành, triển khai biện pháp ứng phó. Cơ quan khí tượng đã phát tin bão khẩn cấp khi cơn bão số 3 mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, đang di chuyển nhanh vào Vịnh Bắc Bộ. Sáng nay ngày 5 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin khẩn cấp về cơn bão số 3. Hồi 7 giờ ngày 5 tháng 9,
Vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc, 115,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 520 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, từ 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 190 km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 590 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Đến 7 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 109,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 190 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-13. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 14 đến 16, giật cấp 17, biển động dữ dội. Từ đêm ngày 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 12. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Trên đất liền, từ gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền, phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9, cấp 11. Sóng biển, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có sóng cao từ 7 đến 9 mét, vùng gần tâm bão 10 đến 12 mét, biển động dữ dội. Từ đêm ngày 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô sóng cao từ 2 đến 4 mét, sau tăng lên 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua 6 đến 8 mét. Từ gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sóng cao 2 đến 3 mét, sau tăng lên 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 mét. Nước dâng, ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa tới Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5 đến 1,8 mét, Quảng Ninh từ 1,5 đến 1,8 mét, Hải Phòng và Thái Bình từ 1,2 đến 1,5 mét, Nam Định và Ninh Bình từ 0,8 đến 1,2 mét, Thanh Hóa 0,5 đến 1 mét. Các khu neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, các tuyến đê kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng do bão. Mưa lớn. Từ đêm ngày 6 tháng 9 đến sáng ngày 9 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to cục bộ, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, dông lốc xoáy. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. 14 giờ chiều nay ngày 5 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai với các bộ ngành địa phương để triển khai các công tác ứng phó với bão số 3. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!